Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm ra bông, sau khi tiến hành là kích thích ra bông. Sau khi tiến hành làm bông tạo mầm thì tới cái bước là kích thích ra bông. Thì sau thời điểm đi dinh dưỡng được 3 lần thì tất cả các cây nó đang trong tình trạng nhú bông như thế này. Thì các bạn có thể quan sát thấy đây, tất cả các cây nó đang trong tình trạng là nhú bông và tương đối đều. Tất cả các mầm phía tàn trong, cái tàn nhện, tàn tràng phía trong thì nó đang trong cái tình trạng là bật mầm rồi. Như trong thời điểm này thì cái mầm bông nó bật tương đối đều rồi các bạn. Về cái bông thì đối với những cái bông này nó có cái tương đối xanh và mập, chứng tỏ là chúng ta đã tiến hành là đi đầy đủ dinh dưỡng để giúp cho cái bông nó phát triển và nó ra đều. Hiện tại thì cái quá trình nhú bông của nó cũng tương đối đều rồi. Thì đối với cây này thì mới có đi dinh dưỡng là thứ ba thôi, và ở thời điểm này cũng mới vừa tiến hành là bấm đọt xì, tức là những cái đọt phía trên này nè các bạn. Đây, vừa mới tiến hành là bấm đọt xì ha. Cái vết bấm nó còn rất là mới nè. Đó. Thì sau khi tiến hành bấm đọt xì thì cũng vừa tiến hành là mình vừa tiến hành tư vấn nhà vườn tiến hành là gãy phân thôi. Đây nè, những cái phân vừa gãy xong để tiến hành là kích những cái mầm này nè cho nó bật ra. Tại vì sau khi bấm thôi thì nó chỉ bật chưa có mạnh, mới đi dinh dưỡng. Thì sau khi đi dinh dưỡng cái lần này nè, tức là vừa gãy đó, khoảng cỡ 4-5 ngày nữa thì cái mầm bông nó mới bật mạnh ra thôi. Còn đang ở trong thời điểm này thì nó chỉ là đang nhú ra đối với những cái bông trước. Cây ra tương đối đều ha các bạn. Cây nó cũng đang trong tình trạng là xanh đen, thì các bạn có thể quan sát thấy đây. Đối với những cái cây mà sau khi chúng ta tiến hành là kích ra hoa, mình đi dinh dưỡng đầy đủ và dễ độc thì cái bộ lá nó sẽ xanh trở lại. Và khi bộ lá nó xanh trở lại thì chứng tỏ cái quá trình ra bông nó sẽ diễn ra rất là tốt và cái bông của mình nó sẽ mập. Khi cái bông nó mập thì cái quá trình đốt cháy nó diễn ra cũng rất là ổn ha các bạn. Đây, những cái này là bông chùm. Đây, những tàn trà nó đang trong tình trạng là nhú bông hết các bạn. Ở thời điểm nhú bông như thế này thì mình sẽ tiến hành là phun sâu gầy bệnh định kỳ giúp cho cái bông của mình nó sáng, nó không có bị nấm bệnh tấn công. Và đồng thời là ở dinh dưỡng dưới gốc thì chúng ta vẫn tiến hành là đi định kỳ để giúp cho nó bật mầm bông thật là đều các bạn. Tại vì nếu dinh dưỡng ở trong thời điểm này mà các bạn đi thiếu thì nó sẽ bị nín bông, tức là những cái bông ra trước này nè nó hút dinh dưỡng, nó ép những cái đọt chưa ra, nó làm cho cái bông của mình bị nín. Do đó là dinh dưỡng trong thời điểm này thì các bạn cần phải đi định kỳ và đầy đủ, lúc đó cái bông của mình nó mới phát triển và nó bật ra tốt, nó mới xanh bông. Về vấn đề thuốc bệnh thì trong thời điểm này các bạn cần phải phun những dòng bệnh cái dạng thuốc mát thôi ha các bạn.
đừng có phun những cái dòng thuốc nóng. Thuốc nóng thì nó gây nóng bông, nó ảnh hưởng tới quá trình phát triển, nó làm cho cái bông của mình bị biến dạng luôn. Nếu như các bạn phun những dòng thuốc nóng, thuốc sâu cũng vậy, chỉ là phun những cái dòng mát thôi. Đối với cái vườn này là áp dụng cái biện pháp là phun xịt lan ha các bạn. Về cái tỷ lệ phá lá thì mình tư vấn cho nhà vườn là tiến hành là phá lá nhẹ thôi, cho nên là cái bộ thằn nhện thằn già nó bị rụng ít, và đồng thời là cái nó không có bị chết thằn già hết các bạn. Như những cái cây này thì phá lá chỉ khoảng 10-20% thôi, nó dao động, nó không có điều cây. Tuy nhiên mà cái tỷ lệ phá lá là phá ít, không có phá nhiều. Tiến hành là kích mạnh thôi thì cái cây nó sẽ bật mầm bông mạnh. Đối với cây này là khoảng 5 ngày nữa, khi mà nó thấm cái lượng phân mình vừa tiến hành rải nè các bạn, cái lượng phân mà vừa tiến hành rải như thế này nè, sau khoảng 5 ngày nữa nó thấm thì cái quá trình ra bông của nó sẽ mạnh hơn, và đồng thời là đi thêm một cử phân nữa thì nó sẽ ra đều thôi. Đối với những cây này thì cái quá trình là nhú đọt của nó nhú trước nè các bạn, cho nên là nó ra gọn như thế này nè. Tình hình vườn thì khoảng 5-7 ngày nữa thì nó sẽ nhú gọn như thế này thôi, tại vì vừa tiến hành bấm đọt xong thì sau đó đi dinh dưỡng thì tất cả các cây nó sẽ bật mầm lên. Đối với những cái cây mà nó ra tình trạng bông chùm như thế này nè các bạn, thì cái quá trình đậu trái nó diễn ra rất là tốt. Đây, tất cả các cây trên vườn nó đang trong tình trạng rất là xanh. Trong thời điểm này thì chúng ta sẽ tiến hành là phun sâu bệnh định kỳ ha. Thì các bạn nên tiến hành là quản lý bệnh ở thời điểm này thôi. Còn dưỡng bông thì tùy theo tình hình thì chúng ta có thể tiến hành là phun kéo bông, nhưng đối với những cái bông này thì mình sẽ không có áp dụng cái tình trạng phun kéo, tại vì cái lượng bông của nó tương đối ổn rồi. Thì sau khi đi dưỡng gốc thì nó ra sẽ đều thôi. Đối với cái biện pháp mà chúng ta làm bông bằng biện pháp xịt lan á, trong thời điểm mùa mưa này thì chúng ta cần phải tiến hành là phun thuốc mạnh, và đồng thời là phải coi cái lá để đánh giá cái tình trạng cái lần phun tiếp theo, thì cái quá trình lên mầm của cây nó mới diễn ra được tốt các bạn. Tức là mùa mưa thì sợ nhất là nước mưa, trong nước mưa nó có đạm á, thì nếu như mà phun yếu á, cây nó rất là dễ đi đọt, hoặc là nó không có lên mầm, hoặc là nó đứng đọt nhưng mà nó không thể tạo mầm được, do bản chất ở trong thân cây á, nó có một lượng đạm nhất định do nước mưa đưa vô. Trong quá trình tạo mầm cần mạnh nhất là cái yếu tố lân và kali, đạm cũng cần nữa, nhưng mà nó ở một cái ngưỡng rất là thấp. Nếu như chúng ta đưa cái đạm nhiều mạnh vô quá thì cái quá trình tạo mầm diễn ra không được tốt.
khoảng một tuần nữa thì tất cả các cây nó sẽ nhú như vậy ha các bạn. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình tiến hành làm bông và kích thích ra hoa đối với cây cam sành bằng cái biện pháp phun xịt lan. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.